Dạ, đầu tiên là em không ép các bác phải nhập hàng ở đây nhé. Tôi là tôi cho các bạn thông tin để các bạn có thêm nguồn hàng và các bạn có thêm kiến thức về hàng thôi. Chứ tôi không phải là làm review mà tôi ép các bạn phải lấy hàng ở đây nhé. Nên hợp chúng ta lấy, không hợp chúng ta không lấy. Ok, quan điểm rõ ràng. Cái thứ hai là các bạn hiểu không? Các bạn có biết là lý do tại sao người ta tồn tại 10 đến 20 năm không? Nó không phải là cái danh hão. Nếu mà người ta bán đắt ấy, có phải dân mình ngu mãi đâu. Dân đi buôn đâu có ngu. Đâu có ngu mà lấy một lần, hai lần tệ đắt, lần sau lấy tiếp và lần sau nữa càng nhiều năm người ta tự nhiên đi cúng tiền điên đâu. Không ai điên đâu mà cúng tiền như vậy nhá. Cái thứ ba ấy là khi mà các bạn thấy đắt, cái việc đầu tiên các bạn cần hỏi là lý do tại sao nó đắt. Các bạn có đảm bảo là các bạn là những người biết rõ về hàng không? Thậm chí các bạn cầm một cái sản phẩm lên, các bạn đã biết thế nào là chất này, thế nào là chất kia không? Hay là các bạn đã có đủ kiến thức để có biết được lý do tại sao nó đắt không? Các cụ hay nói cái câu là tiền nào của đấy. Nếu mà các bạn có thiện chí, các bạn hỏi người ta ấy là chị ơi tại sao hàng nhà chị lại đắt hơn nhà kia, hay là hàng nhà chị tại sao nó đắt vậy, em thấy ở bên nhà này nó bán như thế này, ở bên nhà kia nó bán như kia, thì tự nhiên nha các bạn, tự nhiên nhé, người ta sẽ cho bạn một cái kiến thức là à lý do tại sao nó đắt là thế này, lý do tại sao nó đắt là thế kia. Bạn có thêm kiến thức có phải tốt hơn không? Nên nhé, nên nếu quan điểm của tôi càng mới thì càng phải tìm hiểu, càng mới càng phải tìm hiểu kiến thức để mình chưa chắc nhập rẻ mà đã là rẻ, chưa chắc nhập đắt mà đã là đắt đâu nha.